Bên này chúng ta sẽ xây một cái tổng kho. Chúng ta đã có một bản đồ quy hoạch mà từ trước đến nay chưa ai dám nghĩ, có nằm mơ chúng ta cũng không nghĩ rằng hôm nay ta đã đứng ở đây. Không biết anh có cảm nhận điều đó không? Đại ca, có chuyện gì? Mày không thích tao đang bận à? Bây giờ chưa phải lúc. Cút. Anh để xem nó có chuyện gì. Nói. Dạ đại ca, em cần một ít tiền để giúp thân bạn em. Mới hôm qua nó bị tai nạn rất kỳ kịch. Sau này nhất định em sẽ trả lại cho đại ca. Tiền của tao không phải để làm những việc như thế. Tự lo đi. Đại ca, em cầu xin đại ca, xin hãy giúp em. Đại ca, xin hãy rộng lòng cho nó. Dù gì nó cũng đã theo đại ca mấy năm nay rồi, hãy giúp đỡ nó lần này. Không được. Dù gì nó cũng đã vào sinh ra tử với anh em chúng ta bao nhiêu lần rồi, mong đại ca xem xét. Tao không nói nhiều. Là một lũ ân hại. Chú mày cứ tiếp tục kế hoạch đi, anh về trước. Mày biết tại sao mà nó ra trong lúc thế này không? Nó bị người ta truy sát. Mày biết người truy sát là ai không? Tao không biết, nhưng chỉ biết là nó tìm người ta thôi. Từ này mày yên tâm, nhất định tao sẽ tìm cách cứu được mày. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, dù cách nào, dùng mọi cách phải cứu được nó. Phải điều ra lăng cổ là hãm hại nó. Alo, có chuyện gì vậy anh? Bảo à, vừa rồi anh em của chúng mày có chuyện gì vậy? Dạ, nó nợ tiền chưa kịp trả thì đã có người truy sát nó. Anh rất quý tình bạn của chúng mày. Được, anh sẽ giúp chúng mày lần này. Ok, chúng mày nên nhớ là chúng ta mãi là anh em. Anh không thể bạc tình như thế được. Cảm ơn. Khi thằng Vinh biết cộng với việc anh phản đối nó buôn ma túy, nó đã cho người truy sát anh. Cũng may nhờ thằng Huỳnh Gấu, nó đỡ cho anh một nhát dao, tặng cho thằng Linh một cái biệt danh mới, Linh Trộn. Thế tại sao anh lại bị bắt? Mọi thông tin đều bị bọn cướp nắm bắt. Anh không ngờ trong đám tay chân của mình lại có đứa qua mặt được anh. 15 năm nay anh vẫn chưa thể tìm ra được đứa nào đã làm chuyện này. Ở cái địa vị này chỉ sợ dùng sai người, chứ không sợ đi sai đường. Đó rồi. Lên.
Alo. Mày yên tâm, có tiền ắt sẽ có hàng. Bây giờ tao không có tiền nhưng tao vẫn muốn có hàng, có được không? Mẹ thằng chó này, mày đùa mặt với bố mẹ à? Em gái mày đang nằm trong tay tao. Cô nồn thì hãy mang hàng đến điểm hẹn trước 10 giờ ngày mai. Nếu không, mày biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Mày... có chuyện gì với anh? Tiểu thư đã bị bắt cóc. Chúng mày cho anh em bằng mọi giá trước 10 giờ ngày mai mang tiểu thư về đây cho anh. Nhớ là trước 10 giờ ngày mai. Nếu không làm được thì đừng có vác mặt về đây nữa. Vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Còn nữa, hãy cẩn thận. Tình hình sao rồi? Hà nó chuẩn bị xong, mọi thứ đã ổn thỏa. Có chuyện gì vậy? Dạ không có gì. Dạ không có gì hết anh. Mày trông chừng nó, tao đi vệ sinh. Thank you.
Bắn nó đi. Mày ơi, mày ở gì mày ăn được tao hả thằng chó? Không cần phải nhiều lời, mày đi chết đi. Hùng mạnh không thể có hai vua. Thằng Linh nó đã bất chấp mọi thủ đoạn có được những món hàng. Nhưng cái sai lầm lớn nhất của nó là đối đầu với anh. Một năm tư báo cáo thủ trưởng, Trịnh Gia đã được thả. Hắn đang tìm cách móc nối lại với cánh đàn em trước kia của hắn. Lệnh cho cậu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Rồi, thưa thủ trưởng.